Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái ứng dụng có thể giúp cho chúng ta chia sẻ những cái hình ảnh từ một chiếc điện thoại Android này sang một chiếc điện thoại Android khác, hoặc là từ một chiếc điện thoại Android sang một chiếc Smart TV chẳng hạn. Bây giờ thì mình sẽ làm thử cho các bạn xem trước, rồi tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau nhé. Trước tiên thì các bạn sẽ vào CH Play. Sau đó thì các bạn sẽ gõ vào cái từ khóa tìm kiếm là in widescreen, hoặc là các bạn có thể nhìn rõ hơn cái từ khóa đó ở trên này. Và các bạn sẽ tải về cho mình cái ứng dụng đầu tiên ở trên cùng này nhé. Cái phần mềm thì nó cũng khá là nhẹ, chỉ khoảng hơn 4 MB. Rồi, như vậy thì mình đã tải về xong. Bây giờ thì mình sẽ mở nó lên. Ở đây thì các bạn sẽ nhấn vào nút Share và chúng ta sẽ nhấn vào Bắt đầu. Nó sẽ hiển thị ra một dãy số bao gồm 12 chữ số ở trên này. Bây giờ thì các bạn sẽ lấy thiết bị kia ra và các bạn cũng tải về cho mình cái ứng dụng này. Ở trên này thì các bạn sẽ nhấn vào Access và chúng ta sẽ điền 12 chữ số ở bên này vào đây. Tiếp theo thì các bạn sẽ nhấn vào Accept. Rồi, như vậy thì mình đã kết nối thành công. Bây giờ thì mình sẽ thao tác thử cho mọi người xem. Như các bạn thấy thì tất cả những cái hình ảnh trên cái máy này của mình nó đã được hiển thị qua bên này. Một cái điều kiện để cả hai thiết bị này có thể kết nối được với nhau là cả hai thiết bị cần được kết nối chung một cái mạng Wi-Fi. Mới đầu thì các bạn thấy ở bên này nó hơi bị rỗ, nó hơi bị mờ. Tuy nhiên các bạn dùng một lúc thì nó sẽ rõ hơn. Và cái độ mượt mà nó còn phụ thuộc vào cái tốc độ Wi-Fi mà các bạn đang kết nối nữa. Rồi, nếu mà các bạn muốn dừng lại thì chúng ta sẽ vuốt từ trên này, chúng ta vuốt xuống. Sau đó thì các bạn sẽ nhấn vào Stop, như vậy là xong. Và như vậy thì ngày hôm nay mình cũng đã hướng dẫn xong. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.